Xin chào bà con và các bạn. Hôm nay bên cơ sở cung cấp giống đa điểu ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, nơi là cái hình bóng cũng như con đẻ của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thị Phương, xin được giới thiệu cái mô hình con đa điểu. Và như các bạn có thể biết là con đa điểu hiện nay là những cái con đã được phát triển rộng rãi và là một vật nuôi phổ biến được nhà nước công nhận, nó không có trong danh sách cấm hay kiểm danh sách đỏ gì cả. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái nhu cầu để phục vụ bà con, bởi vì nuôi con gà, con lợn, con trâu, con bò cũng rất là vất vả. Con đà điểu hiện nay là rất là chuộng. Thì giới thiệu với các bạn mô hình là úm của giai đoạn 1. Giai đoạn 1 ở đây thì có nghĩa là từ lúc bóc trứng. Bóc trứng là tầm 8-9 lạng một con. Mà con này thì đã được 15 ngày. Con này được 15 ngày tuổi. Và nó rơi vào khoảng 1 cân 2, cân 3, cân rưỡi. Thì các bạn có thể thấy là đây là cái diện tích của cái gian này, thì bao gồm có bóng điện, sưởi và bếp than sưởi. Bếp than này chúng ta hàn bằng sắt và chế biến bằng như theo cái dáng dấp như thế này. Đây là cái phần xương, đây là cái phần tôn để tránh bỏng cho con đà điểu. Đây là cái phần cửa mở ra để chúng ta cho than tổ ong vào. Chúng ta thiết kế theo mô hình như kiểu một cái bếp than tổ ong khổng lồ thôi. Và đây là những cái tip dẫn nhiệt, dẫn ống khói dọc ra đây. Thì các bạn đứng gần đây, chúng tôi đứng gần đây đã thấy là nhiệt độ đã tỏa ra. Thì cái con đà điểu, con nào nó yêu cầu nhiệt thì nó sẽ đứng gần vào đây. Đấy là thứ nhất là về cái sưởi nhiệt cho con đà điểu. Cái thứ hai là máng uống nước, các bạn có thể dùng cái máng như thế này. Giai đoạn nhỏ các bạn dùng như này, để cao như này. Đó, đây là nước, đây là máng. Còn đây là máng ăn. Máng ăn thì các bạn có thể thấy đây là cho vào cắm gia cầm, cắm mảnh. Ở đây là hệ thống bóng điện, đây là hệ thống thắp sáng, hệ thống trần nhà để chống thoát nhiệt. Và đây là cái phần tường. Tường các bạn xây cao 1m2, 1m. Và đặt lưới mắc cáo ở trên để tránh những con mèo, con gì tấn công cái đàn đà điểu của mình. Thì với cái nền nhà như thế này thì các bạn có thể thấy là cái nền nhà chúng ta láng nền xi măng và giải một cái lớp cát, giải một lớp cát dài khoảng 3 phân. Và cái thể tích của cái nhà như thế này thì là rộng 5m, dài 12m, thì các bạn có thể là úm được hàng trăm con đà điểu, hàng trăm con. Thì đây là cái giai đoạn 1, cái ô chuồng số 1. Hy vọng rằng các bạn có thể nhìn và hình dung ra và các bạn có thể bắt chiếc làm theo cái mô hình trên. Đây là cái cửa để chúng ta thoát ra vườn, hoặc là cái khu để chúng ta chuyển từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2. Các bạn hãy tiếp tục để đón nhận cái chuồng của giai đoạn 2. Các bạn thân mến, đây là cái giai đoạn 2. Thì các bạn nhìn tổng quan, đây là một cái dãy nhà. Chúng ta lợp vào lô, và trong cái nhà trong kia thì chúng ta phải cát lên như vậy. Và cái lợp bán ra đây là cũng một cái nền xi măng, và cái phần khoảng trống ngoài này là bãi sưởi nắng. Thì các bạn thân mến, đây là cái sân chơi cũng như cái nơi mà chúng ta nhốt cái con đà điểu ở giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là giai đoạn từ 1 tháng tuổi đổ đi. Thì các bạn thân mến, ở đây đây là cái lền chuồng. Cái lền chuồng và cái cách nhà thì chúng ta cũng như cái giai đoạn này thì các bạn nếu có thể các bạn xây như trên. Các bạn xây như thế này. Đây là cái lớp nền xi măng giải cát và cái diện tích như thế này. Tất nhiên là các bạn cũng phải là xây lửng tường lên như này và dùng lưới bắt cáo và dùng các ô cửa để thoáng thoát. Và đây là cũng là trần nhà, trần nhựa và các hệ thống bóng thắp sáng. Thì cái giai đoạn này thì các bạn nên rộng hơn một chút. Với cái nhà này thì ứng với 100 con thì các bạn có thể hình dung ra là 8m chiều rộng và 15m chiều dài. 15m chiều dài và cũng có hệ thống vẫn là cái bóng sưởi, bóng thắp sáng. Và hệ thống này là hệ thống bếp than, nhưng mà chúng ta hàn bằng sắt. Chúng ta có thể là hình dung ra là như thế này. Một cái ống thoát khói ra ngoài. Và cái khu này nó tản nhiệt rất tốt. Nó lúc nào cũng cho than tổ ong vào đây để nó đốt. Đốt thì cái phương án này thì sẽ tiết kiệm được cái tiền điện, sinh ra nhiệt để cho con đà điểu nó sưởi. Đó. Thì đây là cái khu nhà mà những cái hôm mưa, bão, gió là chúng ta phải cho vào đây. Và để cho bên kia thì ở cái bức tường, sau bức tường này các bạn có thể lợp bờ lô đua ra để tránh hắt.
Và ngoài này thì nó là cái sảnh ở cái sân chơi rồi, ok cũng không thể hát được. Thì các bạn có thể hình dung như vậy để các bạn về các bạn làm thiết kế cái mô hình chuồng trại của các bạn. Tôi có thể để ra một góc nhìn quay tổng quan như thế này đó, các bạn nhìn nó để tổng quan như thế này đó. Tất nhiên là các bạn cũng nên làm trần trong này, các bạn làm sao cho nó có ánh sáng và giữ được nhiệt tốt nhất. Thì ở đây là cái giai đoạn là nó những con nó to hơn một chút thì cho sang bên này, và cái những cái đây là cái phần mái bám sát từ cái nhà úm ra đến đây là các bạn làm tầm khoảng 5 mét là cái hiên. Thứ nhất là chúng ta có thể là cho ăn ở đây, là thức ăn sẽ không bị ướt, và nếu như mà nắng ấm thì chúng có thể là đi ra khỏi cái mép bê tông này, chúng có thể là đi chơi ra ngoài ngoài trời để chúng có thể sưởi nắng và tổng hợp vitamin B, vitamin D. Thì ở đây là cái máng các bạn cho nó uống ở đây và thiết kế một cái vòi nước ở đây. Thì đây là cái khu sân chơi, đây là khu sân chơi, và các bạn nhìn tổng quan thì đây là một cái diện tích ví dụ như là bao hàm là vuông tầm 20 mét và khoảng 15 mét. Thì các bạn dùng cái sân chơi như thế này đó. Những con này là những con mà nó giai đoạn nó rơi vào 6 cân 5 cân thì chúng đã được thả ra tự nhiên, là chúng sẽ sưởi nắng như thế này. Thì các bạn làm về các bạn làm theo cái mô hình chuồng trại như thế này, và chúng ta cũng nên trồng những cái cây để sau này nó có bóng mát ở đây. Thì giới thiệu với các bạn đây là cái giai đoạn 2. Giai đoạn 2 có nghĩa là cái giai đoạn từ 1 tháng đến 2 tháng. Thì các bạn hình dung là đây là những con đà điểu mà được chuyển giao từ giai đoạn 1 lên giai đoạn 2. Thì với cái kích thước cái dáng dấp của nó như thế này thì quý vị các bạn có thể là chuyển đi rất xa, có thể là chuyển tại vì nó nhỏ nên là nó có thể là nó ăn nhịn uống tốt hơn là những cái loại to như bên này. Thì thường các bạn nên mua cái giai đoạn 2 này là chuẩn bị hết giai đoạn 1, hết giai đoạn 1 lên giai đoạn 2. Nó dao động từ 1 ký rưỡi đến 2 ký. Là các bạn mua là cũng nuôi cũng tốt rồi. Còn nếu như các bạn nào ở gần thì các bạn nên mua cái loại nó có thể là 5 6 ký cũng không sao. Thì trên đây là mà mình xin giới thiệu về cái cơ sở úm và tạo ra cái con giống đà điểu thuộc địa chỉ là gần trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương. Đây là một cái cơ sở gần như con đẻ của trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương. Số điện thoại để các bạn tư vấn cũng như là đặt hàng để chúng tôi giao toàn quốc, đó là số điện thoại 0163 530 5982, đó là số điện thoại của tổng đài bán hàng. Thì các bạn có thể hình dung ra cái mô hình chuồng trại như thế này. Video này hy vọng rằng sẽ đóng góp một phần cái định hướng để cho các bà con anh em muốn phát triển kinh tế từ cái con đà điểu hình dung ra và để thiết kế làm sao cho nó hợp lý, không bị nhỡ nhàng. Thì các bạn có thể thấy ở đây là những cái con đà điểu rất là khỏe mạnh, và chúng có cái tập tính bầy đàn, chúng có thể là sưởi nắng và chúng chịu độ nhiệt độ là trên dưới 30 độ là hợp lý nhất. Đấy, thì con đà điểu này thì chúng lớn nhanh nhất ở cái giai đoạn ngoài 3 tháng đầu đi, chúng sẽ lớn rất nhanh. Đó. Thì quý vị và các bạn yên tâm là những cái giai đoạn từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2 thì chúng tôi đã xử lý quy trình thuốc rồi, và con đà điểu này cái độ kháng thể của chúng rất là tốt. Với cái nhiệt độ ở ngoài miền Bắc hoặc là trong miền Nam thì đều nuôi được. Cái nhiệt độ của nó là trên dưới 30 độ là các bạn có thể là yên tâm. Còn nếu như mà nó quá lạnh thì các bạn phải tính đến phương án là dùng bếp sưởi hoặc là thắp bóng sưởi. Thì đây là cái mô hình chuồng trại để các bạn hình dung, các bạn làm mái, các bạn làm máng để cho nước nó không bị úng ở đây, và sân chơi phải là rộng rãi thoáng đãng như thế này. Đó, thì đây là cái giai đoạn 2. Các bạn hãy đăng ký kênh và hãy gọi cho tổng đài bán hàng chúng tôi để tiếp tục đón nhận những cái đơn hàng hợp lý nhất, để tránh được mua phải những con giống không đảm bảo chất lượng. Thì các bạn yên tâm, thì các bạn sẽ đăng ký kênh và tiếp tục đón nhận những video của chúng tôi, và yên tâm khi đặt mua những con giống đà điểu ở tại đây, bởi vì bên mình làm rất là lâu rồi, rất là chuyên nghiệp rồi.
có đảm bảo về cái tỷ lệ đặt chống mái cũng như là tỷ lệ nó sống nó, thì các bạn sẽ chờ tiếp đây mình sẽ gửi đến cái hình ảnh của cái giai đoạn 3, là giai đoạn gọi là hậu bị. Thì sau đây mình xin gửi đến quý bà con nông dân và những người yêu thích chăn nuôi những cái hình ảnh và những cái thuyết trình của mình. Đấy là con hình ảnh vừa rồi, là con đà điểu nó sẽ múa, đây là giai đoạn nó có thể là nó động dục. Thì những con đà điểu nó thể hiện như thế là nó đã đến cái tuổi sinh sản. Thì cái mô hình mà ở cái giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì các bạn làm theo cái cung cách như thế này. Thứ nhất là các bạn có thể đổ xây gạch xi gờ bờ lên như thế này và đổ cột bê tông cứ 2 mét một cột, và các bạn dùng lưới B40 hoặc là xây, nếu B40 thì thoáng hơn. Tất nhiên lưới thì các bạn phải làm sao mà bẻ quạch cái đầu nhọn của nó ra ngoài như thế này. À, thì để cho con đà điểu nó không bị chọc vào chảy máu ở cổ ở đầu. Thì cái con đà điểu ở giai đoạn này thì nó yêu cầu là phải độ thoáng rất cao, độ rộng rất là rộng. Thì nhìn về tổng quan này các bạn có thể thấy là hình chữ nhật, và mỗi một ô là khoảng 10 con, và mỗi một ô thì chiều dài là chỗ này là rơi vào tầm khoảng 20m chiều rộng và 25m chiều dài. Thì vậy vị chi là như thế này là nó đảm bảo về cái sinh sản. Thì hoặc là các bạn nuôi có thể là tính như cái thương phẩm. Thì cái con đà điểu ở giai đoạn này chúng ăn rất 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 nhiều, và cái chúng vận động cũng không nhiều. Thì cái những cái con như thế này thì với cái nhiệt độ kể như năm vừa rồi đến 10 độ, mặc dù lông như thế này nhưng mà nó vẫn chịu được rét. Và con đà điểu này thì nó đây các bạn có thể là hình dung đây là cái máng uống nước ngoài trời, và đây là cái khu vực ngoài trời. Nếu các bạn trồng được một vài cái tán cây cổ thụ là cái điều tuyệt vời. Còn ở đây là cái mái nhà tre, tre là những con nó không chịu nắng chịu mưa, nó sẽ vào đây nó đứng và nó không bị rát, không bị lạnh. Và ở đây thì cũng có những cái máng, máng này nó như kiểu cho bò sữa ăn. Cái máng này thì nó cũng có cỏ thái và nó có cám cò. Đấy, thì các bạn nhìn thấy đây là cái cỏ thái như vậy. Đó, thì đây là những con đà điểu nó đã trưởng thành, nó đã tầm trên dưới một tạ. Thì các bạn có thể hình dung ra là đây cơ sở nuôi giống ấp trứng và tạo ra những thế hệ bố mẹ rất là lớn ở ngoài miền Bắc. Chúng tôi mấy anh em chúng tôi đã đi sâu vào cái con đà điểu và đã phát triển nhân giống ra toàn quốc, và đặc biệt là các anh em ở miền các nơi phía xa, miền Tây, miền Nam. Thì đây là cái phần gờ các bạn đổ bê tông và để cho nó đứng lên trên, và cố gắng là không để mấp mô hay là bể phố để con đà điểu nó đảm bảo cái đôi chân. Đó. Thì con đà điểu này nó rất là to, chúng ta có thể gọi là con chim khổng lồ. Đây là những cái lúc chúng hưng phấn, chúng sẽ chạy, chúng sẽ vận động. Và nếu có thể may mắn thì chúng ta có thể nhìn thấy cái lúc nó giao phối thì con cái nó sẽ nằm xuống trước và nó ngồi hẳn xuống mặt đất, là con đực đến là thực hiện cái nhu cầu duy trì nòi giống, cũng như cái khả năng tạo ra cái phôi thai để trứng có phôi thai để chúng ta ấp ra thành những con chú đà điểu con ngộ nghĩnh. Thì kính thưa các bạn, ở đây là cái cửa để chúng ta đi vào, và đây là những cái song sắt để chúng ta tránh cho con đà điểu nó chui ra và nó nhảy ra. Thì cái mức xà như này các bạn có thể tính đến 1m4 hoặc là gì tối thiểu là phải 1m3 m2 hoặc là 1m4 được thì tốt. Thì với cái diện tích như này chúng tôi phát triển rất sâu rất rộng về cái bố mẹ và thế hệ và thương phẩm. Và trên cái đoạn đầu của cái clip này chúng tôi đã giới thiệu giai đoạn 1, giai đoạn 2, và tất nhiên là giai đoạn 3 thì nó sẽ ở cái giai đoạn 30 cân. Thì nếu như các bạn có dịp khác tôi sẽ để hơn. Còn đây là giai đoạn 4, giai đoạn từ lúc 40 cân, 50 cân đổ lên, thì các bạn có thể là tham khảo để làm ra những cái, đây là những cái mái nhà, chỗ này thì làm 3 hàng bờ lô, một mái, và bên kia cũng như vậy. Thì các bạn tính đến cái để cho nó đứng, nó tránh mưa, tránh nắng, hoặc là nó sân chơi. Thì con đà điểu đến giai đoạn này thì cái độ đề kháng của nó rất cao. Đó, các bạn có thể yên tâm một điều là như vậy. Kia là một đôi đà điểu,
một con màu đỏ là con trống và con màu lông nhạt nhạt là con mái. Thì chúng đang tỏ tình với nhau qua một cái hàng rào. Thì các bạn thân mến, trên đây mình sẽ chia sẻ cái clip này thì thứ nhất là mong muốn là qua cái tổng đài của mình thì một số bà con cũng rất là băn khoăn chăn trở về cái cách chăm sóc và cái tập tính của nó ra làm sao và cái giá trị về mặt kinh tế có đảm bảo hay không. Thì để tránh cái việc thất thoát và sai lầm thì mình quyết định thực hiện video này để chia sẻ cho tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc biết để hình dung ra cái quy trình và cái định hướng cũng như là cái cách để chúng ta thiết kế tạo ra một cái trang trại đà điểu. Đó. Chúng ta có thể là làm không bị nhỡ nhàng trong cái việc đầu tư vốn và tạo ra được những cái mô hình kinh tế của mình một cách đảm bảo nhất. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã để ý và quan tâm cái kênh về cây giống và con giống phát triển nông nghiệp nông thôn. Hy vọng rằng các bạn sẽ hài lòng và hãy đăng ký những cái clip tiếp theo của bên kênh chúng tôi. Và hãy nhớ rằng hãy gọi vào số tổng đài 0163 5305982, tổng đài bán hàng sẽ tư vấn và sẽ ký và nhận những hợp đồng cũng như là giao những cái đơn hàng hợp lý nhất, đảm bảo nhất về chất lượng con giống và về giá cả. Thì các bạn có thể yên tâm là đến với cơ sở anh em chúng tôi sẽ đảm bảo về mọi mặt để cho bà con chăn nuôi có lãi. Hy vọng rằng video này sẽ góp phần bổ ích cho một số người có ý định chăn nuôi con đà điểu. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.